Đây đây anh ơi, anh em mình đi phát chỗ này đi. Đây làm cái mai đi đây. Mai rồi. Đấy, xin lỗi quý vị một chút là vì đang hai anh em đang làm nên là có bác khách bác ấy vào cho nên là lại mới giang dở cái cuốn video. Bây giờ tôi với anh Hiệp lại tiếp tục gửi tới cho toàn thể quý vị. Đây là cũng là giới thiệu với các bạn xem chỗ này mình kiểm tra xem nào. 2, 3, 4 cây mini và 2 cây tầm trung này. Vâng. Đây là dòng Linh Sam anh em nhé. Dòng Linh Sam phải nói là cây này đẹp lắm. Hoa để ô nó cứ rực rỡ lên này. Sam long lanh này. Đấy các bạn biết là công phu cả chậu cả chiếc như thế này mà cho vào hàng mini này. Giá 500 ngàn là bao ship cho anh em. Vâng. 500 ngàn lại còn bao ship. Thế còn cây to này anh. Cây này thì báo anh em là 1 triệu. Hai cây này là 2 triệu. Đo anh em thử một cây. Đấy, cây này là cây trong anh nhìn hay hơn. Bóng em thích bóng cái này hơn. Kéo lùi ra đây tí. Dáng nàng. Đấy, đây anh đo cây này đi. Anh đo đẹp cây. À? Vâng. Đấy, dễ. Đấy, cái nhìn sướng. Hoành cây này được 21. Hoành to phết nhỉ. Cao được 35. Tàn được 45. Giá đôi này là bằng 2 triệu, 1 triệu một cây, bao ship. Quay cây này với cây này chi tiết vào mấy này, cái cây nhỏ này cứ 500 một cây. Anh em nào lấy cây nào thì nhớ chụp màn ảnh lại cho gửi cho Trần Hiệp nhé. Bởi vì chỗ này là có 3 cái chậu giống nhau. 3 chậu giống nhau để kiểm tra số này. Đây là số 3 này. Cây này là không có số này. Ghi chữ 500 này. Đấy, nói chung là quý vị cứ nhìn trên màn hình. Cây này số 6 này, đúng rồi. Cây một cây số 3, một cây số 6, một cây không số này. Nhìn trên màn hình của Mạnh này. Đấy, giá 500 một cây anh em nhé. Ưng cây nào thì chụp hình lại. 500 ngàn. Đó. Đây, cây này cây số 6. Cây này có mã số hẳn hoi rõ ràng. 500. Rồi, đây có một... hai dãy hồng ngọc mai. Chỗ này tổng số là 10 cây. Hợp tác xã đợt này có 10 cây hồng ngọc mai. 10 cây hồng ngọc mai mình đếm nhầm từ số 1 này. Xem số các ông này ông xếp mà không để ý số này, số 8 này. Quay ra để cho anh em còn nhận dạng này. Số 6 này. Số 5 này, số 12 này, số 9 này. Số 2 phải để về đằng này như này để lẫn này. Số 2 này. Thôi, để nguyên đấy. Đây là số 9 nhá. Em sẽ quay rồi là anh em sẽ nhìn rất là rõ từng mã một. Số 9 này, tôi check B cho anh em này. 500k đổ đồng nhá. Vâng, 500.000. 500.000 đổ đồng. Đấy, anh em kết cái nào thì anh em alo ok. Mã số 9. Mã số 2. Vâng. 500k. Mã số 5. 500k. Ui đẹp quá. Mã số 8. 500k. Mã số 6. 500k. Đấy, quay mặt trước mặt sau anh em ngắm nhé. Mã số 6 500k. Mã số 4. 500k, cây mã số 4 đẹp quá này. Ok anh. Mã số 7. 500k. Đồng giá. Mã số 7, 500k. Mã số 14. 500k, cây này mà chả chốt thì chốt kỳ nào nữa. Mùa đâu được giá. Chốt tất. Chẳng nhập chỗ thất để chơi cho sướng. Mã số 10. 500k. Chỗ thất của bà con lần này bán đây 600 rồi. Vừa để chơi vừa có thưởng. Mã số 12. 500k. Đấy cái này hay hay này. Đấy đi buồn nay mà không buồn. Buồn vào nãy vào vãi kéo đi. Giữ làn hoa đấy không giá được. Giá mềm để thì chả buồn đi. Thấy thuyền đua lái cũng đua. Vâng. Điền 500.000. 500.000 một cây. 500.000. Anh em vừa xem tất cả các cái cây anh Hiệp vừa mới đưa lên để anh em ngắm. Ưng người nào thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với cả anh Hiệp. Vâng, cây si này cũng lại vừa mới cắt lọc hết ra.
Nhìn trông chất thế này mờ. Đây là một cái xì này. Xì rất quá. Đẹp. Rất rất đẹp anh ạ. Cái này nó là thuộc vào hàng view rồi. Hàng để đi thi đấu. Thi đấu rồi. Đội này mà mang về đội Mỹ Hào Hưng Yên Như Quỳnh thì không có cơ đối thủ. Chuẩn đấy. Lần sau câu lạc bộ Như Quỳnh sẽ mà mời mở rộng, trong đó có hợp tác xã Thăng Long, các anh sẽ mang Tam Mộc Phi Sơn đang mở về quê của chú rồi. Thế à? Ừ. Anh sẽ mang đấy. Ta bảo là Hưng Yên là cái nôi của cây cảnh như này. Mai ngày kia sẽ chuyển Tam Mộc Phi Sơn về chú, về cổng chú luôn đấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chỗ nhà ai ở gần đấy cũng Như Quỳnh à? Như Quỳnh, như cầu Như Quỳnh. À. Người thì ở Như Quỳnh, như đặt ở dưới phố lối. À. Đặt sân phố lối. Phố lối Như Quỳnh vẫn là một. Vâng. Ok, anh Hiệp. Cây á? Cây thôi chốt cho anh em giao hữu giá 55 củ rồi. 55 triệu. Xì nha quý vị nha. Xì. Đây là một cặp hoa giấy anh em nhé. Cặp hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Hoa thì đẹp, mê hồn luôn này. Anh em nhìn này. Đây. Hoa màu cờ ở đây nhé. Đẹp lung linh luôn này. Đẹp lung linh. Nhìn vào phê lắm. Đo anh em mày cổ chỗ hoành này nhé. Ok anh. Hoành đo chỗ này được 20 năm này. Chiều cao được 50 này. Tán rộng được 60 này. Cặp này là giao lưu với anh em là 5 triệu này. 2 triệu rưỡi một cây. Vâng. Anh em chốt cây nào thì cứ chụp ảnh đánh tạch màn hình lại gửi cho Trần Hiệp nhé. Hai triệu rưỡi một cây. Chú quay trước sau vào đây, bộ bệ này. Kiếm được cái bộ hoa giấy mà thân nắc này khó lắm. Ok anh. Một tác phẩm Ruối Văn Nhân. Ruối Văn Nhân. Trực rất đẹp. Phù tử đấy. Đò chỗ này là được hoành được 33. Cao là 80. Tàn là 55. Cây này giao lưu với anh em là bằng 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Cây rẻ nhỉ? Rẻ, đẹp. Cây này nếu mà... Có 3 triệu thật sự luôn. Nuôi bao giờ mới được cây? Nhưng mà nuôi tay bò thì sơi. Nhưng mà đây là thật mấy anh em. Đây cái khai thác ấy. Nó mới có giá rẻ thế. 3 triệu dưới ta đấy nhá. Rồi ok anh Hiệp, tiếp một cây giấy Mỹ. Giấy này là giấy Mỹ xịn đấy. Hoành là 30. Tán bay là 50. Chiều cao từ mặt đất lên là 65. Giá cây này hôm nay giao lưu với anh em là 2 triệu rưỡi. Vâng, cây hoa giấy Mỹ thứ hai. Hoành 40. Tán đổ cũng 50. Đây, cái cụ này chúng nhìn phê à. Nhìn dáng như này chứ. Dáng 2 triệu rưỡi. Đây là giấy Mỹ ghép cẩm thạch này. Hoành 40. Cao 60. Tàn 65. Cây này giao lưu với anh em 1,8 triệu. 1,8 triệu. Vâng, tiếp. Hoành 38. Tán bay là 45. Cây này giao lưu với anh em cũng 2,5 triệu. Đợt này gọi là đại khuyến mại. 2 triệu rưỡi. Hay làm gì có cây hoa giấy mới đẹp như đế tranh như này.
Đây là giấy vẽ còn khó gì chẳng nói là bằng cây thật đúng giấy không? Giấy Mỹ nha quý vị nhá. Nó 2 triệu rưỡi. Vâng, đó. Giấy Mỹ gì? Cho họa sĩ vẽ còn khó. 2 triệu rưỡi. 2 cây. Mỗi cây 2 triệu rưỡi.